Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN Cộng 3, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 17, AMM Cộng 3 vừa được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội. Tại hội nghị này, các bộ trưởng khẳng định các nước ASEAN Cộng 3 cam kết theo đuổi các biện pháp phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch trong lĩnh vực năng lượng bằng cách tăng cường quan hệ đối tác và đổi mới, hướng tới an ninh năng lượng chuyển đổi và khả năng phục hồi năng lượng. Các bộ trưởng đánh giá cao chương trình hợp tác năng lượng ASEAN APAEC giai đoạn 2 2021-2025, ghi nhận việc Campuchia đã tổ chức trực tuyến lộ trình dự trữ dầu OSRM, các hoạt động OSRM thành APAEC giai đoạn 2 2021-2025, tích cực thúc đẩy triển khai công nghệ than sạch CCT, hợp tác về năng lượng hạt nhân, v.v. Các bộ trưởng cũng bày tỏ quan ngại về tác động của COVID-19, ảnh hưởng đến sự phát triển và tính khả thi của nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng LNG trong khu vực ASEAN Cộng 3 và cũng ảnh hưởng đến một số vấn đề kinh tế xã hội. Cùng đồng thuận việc tổ chức hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN Cộng 3 lần thứ 18 sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2021 tại Brunei.